Xin được trân trọng kính chào toàn thể quý vị khán thính giả của kênh The Saigon Post trong bản tin toàn cảnh thế giới ngày hôm nay. Mời quý vị cùng Molivan theo dõi những nội dung có trong bản tin ngay sau đây. Mở đầu bản tin hôm nay với những cập nhật từ chiến trường xung quanh Ajivka. Theo đó, Ukraine đã điều động lực lượng đáng kể để bảo vệ khu vực và quân đội Nga hiện đang tấn công trên các bãi đất trống với rất ít chỗ ẩn nấp, khiến bước tiến của họ bị mất đà khi thành phố Ajivka thuộc Donetsk, một thành trì của Ukraine, bị lực lượng Nga giành quyền kiểm soát vào tháng 2. Kyiv và các đồng minh lo ngại rằng quân đội Moscow có thể lấy đà và nhanh chóng tiếp đến các trung tâm quân sự và dân cư chiến lược. Nhưng sau vài ngày liên tiếp giành được những bước tiến nhanh chóng, các cuộc tấn công của Nga đã bị dậm chân tại chỗ xung quanh ba ngôi làng đang tranh chấp gần đó. Các chuyên gia quân sự trích dẫn một số yếu tố, bao gồm địa hình không thuận lợi cho các hoạt động tấn công, Quân đội Nga kiệt sức sau nhiều tháng chiến đấu, trong khi phía Ukraine đã điều động lực lượng đáng kể để bảo vệ khu vực. Theo tờ New York Times, Nga dường như đang duy trì thế chủ động trên chiến trường, và các nhà phân tích quân sự cho rằng lực lượng của họ vẫn có thể chọc thủng phòng tuyến của Ukraine trong tương lai gần, đặc biệt khi các nỗ lực phòng thủ của Kyiv ngày càng bị hạn chế do không có thêm viện trợ quân sự của Mỹ. Tuy nhiên, hiện tại họ nói rằng tình hình chiến trường dường như đã quay trở lại kiểu giao tranh bất phân thắng bại, đặc trưng của phần lớn cuộc chiến trên tiền tuyến Ukraine trong năm qua. Thibault Fouillet, phó giám đốc Viện Nghiên cứu Chiến lược và Quốc phòng Pháp cho biết, việc Nga chiếm giữ Ajivka không dẫn đến sự sụp đổ của phòng tuyến Ukraine, cũng như khả năng người Nga tiến lên vùng đất trống hoặc đạt được những lợi ích lớn, không có hành động quyết định hay đột phá nào cả. Đánh giá đó trái ngược với tình hình nổi lên ngay sau khi Ajivka thất thủ vào tháng 2. Ở thời điểm đó, khi lực lượng Ukraine rút lui, quân Nga đã tiến lên nhanh chóng, một phần nhờ Ukraine không kịp xây dựng các vị trí phòng thủ vững chắc. Quân đội Nga đã chiếm được 3 khu định cư và nắm quyền kiểm soát thêm khoảng 15 km vuông theo bản đồ nguồn mở của chiến trường. Tuy nhiên, trong 10 ngày trở lại đây, Moscow chỉ chiếm được chừng 1,5 km vuông theo các bản đồ mã nguồn mở binh lính của họ đã bị cuốn vào cuộc giao tranh ở trong và xung quanh các làng Berichi, Olivka và Tonenke. Đánh giá hình ảnh vệ tinh và nội dung truyền thông xã hội từ chiến trường, ông Pasi Porinen, nhà phân tích của Blackbird Group, một cộng đồng nguồn mở có trụ sở tại Phần Lan, cho biết. Các lực lượng Nga dường như đang cố gắng tiến lên bằng cách sử dụng các nhóm tấn công bộ binh nhỏ, nhưng đang bị chặn lại ở địa hình tương đối rộng mở phía tây Ajivka. Về phần mình, cuộc giao tranh gần đây cũng đã khiến quân đội Ukraine phải trả giá. Dường như họ đã điều động những binh sĩ và vũ khí tốt nhất của mình tham gia cuộc chiến ở khu vực phía tây Ajivka. Lữ đoàn 47 do Mỹ huấn luyện và trang bị vào năm ngoái lãnh nhiệm vụ bảo vệ làng Berdichi. Một đoạn video do Bộ Quốc phòng Ukraine công bố cho thấy lữ đoàn này sử dụng xe tăng Abrams, một trong những loại xe tăng tiên tiến nhất của Mỹ. Serhiy Kuzan, chủ tịch Trung tâm Hợp tác và An ninh Ukraine, một nhóm nghiên cứu phi chính phủ nói rằng quân đội Ukraine đang phân bổ tất cả vũ khí có thể cho cuộc chiến quanh Avdiivka. Các chuyên gia quân sự nói rằng việc Ukraine tiếp tục phòng thủ trong khu vực có thể nhằm giúp các đơn vị của nước này có thời gian chuẩn bị và củng cố các tuyến phòng thủ mới ở xa hơn về phía Tây. Quân đội Ukraine gần đây đã công bố những bức ảnh về các công sự đang được xây dựng gần khu vực chiến đấu Avdiivka, bao gồm các chiến hào sâu 2,5 mét và mương chống tăng. Họ đã có một thành trì bị thất thủ, ông Foulet nói, ám chỉ Ajivka. Vì vậy, họ cần thời gian để thiết lập lại tuyến phòng thủ. Chiến sự ác liệt ở Ajivka đã gây ra tổn thất nặng nề về người và vật chất cho cả hai phía. Các chuyên gia Paronen và ông Kuzan lưu ý rằng, lực lượng Ukraine đang được hưởng lợi từ địa hình của khu vực trong khi quân đội nga tấn công các làng berdichi olivka và tonenke qua những bãi đất trống có ít chỗ ẩn nấp các đơn vị ukraine giữ những vị trí cao trong các ngôi làng để giúp dễ dàng nhóm mục tiêu vào những người lính nga đang tiếp cận nếu quân đội nga cuối cùng chiếm được ba ngôi làng không rõ bước tiếp theo của họ sẽ là gì vì địa hình là đồi núi rải rác với suối và hồ nước có thể làm phức tạp thêm những nỗ lực tiến công tiếp theo Ông Kuzan cho biết quân đội Nga hiện đang tấn công nhiều nơi dọc theo chiến tuyến dài gần 1.000 km để thăm dò hệ thống phòng thủ của Ukraine. Ông nói, nơi nào trong số đó sẽ được Nga ưu tiên, chẳng hạn như trong hai ngày hoặc tuần tới, sẽ phụ thuộc vào mức độ thành công của họ trong việc vượt qua hàng phòng thủ của chúng tôi. Khi thành công trong việc vượt qua, họ sẽ triển khai nguồn dự trữ bổ sung để phát huy bước tiến của mình. Đây là chiến lược của họ. Thưa quý vị, Nổi bật hơn cả trong chuỗi sự kiện diễn ra vào ngày thứ 748 chiến tranh Nga-Ukraine, cùng gì khác chính là việc các nhóm vũ trang tuyên bố tấn công xuyên biên giới vào lãnh thổ Nga và từ đó giành được quyền kiểm soát nhất định, giáng một đòn mạnh vào Putin trước thềm bầu cử. Theo đó, ít nhất hai nhóm vũ trang có trụ sở tại Ukraine tuyên bố đã tiến hành một cuộc tấn công qua biên giới phía tây nước Nga vào ngày 12 tháng 3. Quân đoàn Tự do Nga và Tiểu đoàn Siberia đều thông báo trên trang Telegram về việc tiến hành các cuộc tấn công vào nước Nga từ lãnh thổ Ukraine. Andriy Yusov, người phát ngôn của Cơ quan Tình báo Quân sự Ukraine, nói với kênh 24Channel rằng các nhóm đang tiến hành hoạt động trên lãnh thổ Nga một cách độc lập, không liên quan đến quân đội Ukraine. Ngoài hai nhóm trên, còn một nhóm khác là Quân đoàn Tình nguyện Nga cũng được cho là tham gia chiến dịch Quân đoàn tự do Nga và quân đoàn tình nguyện Nga trước đây đã nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công xuyên biên giới khác vào Nga từ Ukraine. Dân quân thân Ukraine kiểm soát làng biên giới Theo Reuters, trong ngày 12 tháng 3, nhóm vũ trang thân Ukraine, quân đoàn tự do Nga RFL đã tuyên bố kiểm soát hoàn toàn làng Tetkino ở tỉnh Kursk. Nhóm này sau đó cũng đăng tải một đoạn video ghi lại cảnh binh lính Nga rút lui trên một cánh đồng trong khu vực. Chúng tôi đã kiểm soát hoàn toàn làng Tepkino với sự hỗ trợ của xe tăng và xe bọc thép. Chúng tôi đã đột kích thành công vào biên giới Nga. Đối thủ đã rút lui và để lại nhiều khí tài hạng nặng. Đây mới chỉ là ngày đầu tiên của chiến dịch, vẫn còn nhiều điều thú vị ở phía trước, ông Alexei Baranovsky, phát ngôn viên của AFL cho biết. Trong thông báo của mình, AFL tiết lộ rằng cuộc đột kích ở Kursk được thực hiện cùng với quân đoàn tình nguyện Nga và tiểu đoàn Siberia đã có một xe bọc thép của Nga đã bị phá hủy trong cuộc tập kích. Chúng tôi đang muốn phân tán sự chú ý của Nga, buộc họ phải triển khai quân dự bị tới các khu vực biên giới, qua đó giảm sức ép cho quân đội Ukraine ở miền đông, ông Baranovsky nói. Ông nói tiếp, điều này đánh dấu một cuộc mốc quan trọng mới cho phong trào kháng chiến và trong những tháng tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đặt ra những mục tiêu phức tạp hơn cho các nhiệm vụ của mình. Hy vọng một ngày nào đó chúng tôi sẽ đạt được mục tiêu chính, đó là tiêu diệt Putin và chế độ của ông ta. Thưa quý vị, mở đầu bản tin với một chiến công của lực lượng vũ trang Ukraine. Theo đó, lực lượng Ukraine thuộc lữ đoàn cơ giới số 14 Hoàng tử Roman đã tiến hành một cuộc tấn công hiệu quả, phá hủy pháo tự hành 2 s 19 ms s của quân đội Nga. Theo thông báo được đăng tải trên Telegram, video ghi lại cảnh pháo tự hành của Nga bị phá hủy và thiêu cháy sau khi bị tấn công. Điều này có thể là kết quả của máy bay không người lái cảm tử FPV. Quân đội nhấn mạnh rằng nhóm Charon thuộc lữ đoàn cơ giới số 14 chuyên sử dụng máy bay không người lái đã nhắm vào pháo tự hành của đối phương làm mục tiêu. Đoạn video đặc biệt thể hiện một vụ nổ mạnh đã hoàn toàn hủy diệt pháo tự hành m s của Nga. Pháo tự hành này được triển khai ở vị trí bắn trong khu rừng, hạ địch bằng cách nã vào các vị trí tiên tuyến của Ukraine những nhà nghiên cứu Osin đã xác định rằng vụ phá hủy pháo tự hành của Nga đã xảy ra gần làng Petrivske ở vùng Kharkiv. Theo nguồn Osin của Oris, từ khi cuộc xâm lược bắt đầu, quân đội Nga đã mất ít nhất 136 chiếc 2S-19 MSTAS bị hủy và 35 chiếc bị bắt giữ. Ngoài ra, có khoảng 19 phiên bản mới hơn của 2S-33 MSTAS M2 đã bị hủy và 17 chiếc bị giữ. Pháo tự hành M-Star S với đường kính 152 ly đến từ hệ thống pháo tự hành của Liên Xô và Nga, được thiết kế để đánh bại nhân lực, vũ khí và thiết bị quân sự lộ liễu và ẩn giấu của đối phương. Đơn vị pháo binh 2S19 được đặt trên khung gầm được cải tiến sâu sắc từ xe tăng T-72, tích hợp các bộ phận của khung xe tăng T-80. Tuy nhiên, tháp pháo chỉ được bảo vệ khỏi các loại vũ khí nhỏ nhẹ. Đạn của pháo tự hành bao gồm 50 viên đạn có sức nổ mạnh, bao gồm cả đạn dẫn đường bằng laser Krasnopol và đạn gây nhiễu sóng vô tuyến. Tầm bắn của pháo tự hành này là 24 km với đạn thông thường, có thể tăng lên 29 km khi sử dụng đạn hỗ trợ hỏa tiễn. Thưa quý vị, mở đầu bản tin của chúng ta ngày hôm nay sẽ là một màn thể hiện xuất sắc với vũ khí phương Tây của lực lượng phòng vệ. Theo đó, binh sĩ Ukraine dùng xe tăng Anh bắn trúng mục tiêu Nga cách xa 4,5 km. Điều này được tiết lộ bởi một số binh sĩ Ukraine mới đây đã đưa ra đánh giá về xe tăng Challenger 2 do Anh cung cấp khi họ dùng loại xe tăng này chống lại lực lượng Nga. Các binh sĩ Ukraine đã ca ngợi khả năng bắn chính xác của xe tăng Challenger 2 được trang bị pháo chính 120 ly theo The Sun, một chiếc xe tăng Challenger 2 đã khai hỏa khi đang di chuyển với khẩu pháo chĩa sang một bên, tiêu diệt mục tiêu có kích thước bằng một chiếc đĩa ở vị trí cách xa hơn 1,6 km. Chỉ huy một đội xe tăng Ukraine được người Anh huấn luyện, người có biệt hiệu là K. cho hay, điều tuyệt vời nhất ở Challenger 2 là khẩu pháo của nó. Tôi thích Challenger 2, nó giống như một tay bắn tỉa rất chính xác, Kavarik, 26 tuổi, chia sẻ. Nó có thể bắn chính xác và có lớp giáp tốt. Nó là một vũ khí thực sự mạnh, nhưng tất cả phụ thuộc vào cách nó được sử dụng, Kavarik nhấn mạnh. Kavarik cho hay đội xe tăng Challenger của Anh thường xuyên khai hỏa nhắm vào các mục tiêu ở khoảng cách 4,5 km, nhưng phần lớn các nhiệm vụ của họ là bắn vào các vị trí bọc thép của Nga, bao gồm các hầm trú ẩn và xe bộ binh. Quãng đường chúng tôi khai hỏa xa nhất là 4,5 km, nó cực kỳ chính xác. Nó đã bắn trúng mục tiêu, Kevarik khẳng định. Được biết, một chiếc xe tăng Challenger 1 của Anh đã lập kỷ lục về lần tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách xa nhất được xác nhận là 4,7 km trong chiến tranh vùng vịnh năm 1991. Kay Farid đánh giá rằng pháo của xe tăng Challenger tốt hơn gấp 10 lần so với pháo trên xe tăng T-80 thời Liên Xô mà ông từng chỉ huy trước đội xe tăng Challenger. So với Challenger, pháo trên T-80 chẳng là gì cả. Với trọng lượng 64 tấn, xe tăng Challenger gần giống với Leopard 2 của Đức và Abram M1A2 của Mỹ, nhưng nặng hơn 20 tấn so với T-80, theo The Saint. Phóng viên The Sun cho hay họ đã chứng kiến một chiếc Challenger bị lúng trong vũng lầy, buộc NKVRIC phải huy động binh sĩ và một chiếc Challenger khác đến để đưa chiếc xe tăng bị mắc kẹt ra khỏi đó. Anh đã tặng 14 chiếc Challenger 2 cho Ukraine trong năm ngoái. Việc Anh cung cấp xe tăng Challenger 2 đã mở đường cho các đồng minh có động thái tương tự, như Mỹ cung cấp xe tăng Abrams và một số nước gửi xe tăng Leopard 2 do Đức sản xuất. Tuy nhiên, đội xe tăng Challenger của Ukraine tiết lộ với The Sun rằng chỉ có 7 trong số 14 xe tăng được tặng vào tháng 3-2023 là vẫn còn chiến đấu được. Ngoài chiếc bị máy bay không người lái phá hủy vào tháng 9 năm 2023, một chiếc khác đã được giao cho một đơn vị huấn luyện tại một nơi khác ở Ukraine. Hai chiếc khác bị hỏng trong chiến đấu nhưng đã được sửa chữa, trong đó có một chiếc đã được thay nòng. Tuy nhiên, một vấn đề lớn hơn là độ tin cậy. Năm chiếc Challenger đã bị hỏng và Kevarik cho hay các vụ tùng thay thế từ Anh đôi khi phải mất hàng tháng mới được chuyển đến và Anh thiếu thợ máy có tay nghề cao để bảo đảm xe tăng này chiến đấu tốt. Thưa quý vị, có thể nói chiến sự Nga-Ukraine ngày thứ 748 đã chứng kiến một sự kiện đổi chiều trong chiến lược có lợi cho lực lượng phòng vệ. Theo đó, Ukraine mới đây đã phát động một cuộc tấn công bất ngờ bằng xe tăng gần Kubensk, khiến lực lượng Nga đóng ở đây mất cảnh giác và bị quét sạch trước khi kịp phát động cuộc tấn công theo kế hoạch của họ trong khu vực. Theo Euromaidan Press, các lực lượng Nga không ngừng tấn công nhằm tiến về phía Kubensk và sông Oskil. Mục tiêu chính của họ ở đây là chiếm thành phố và toàn bộ khu vực phía đông con sông, từ đó cho phép họ kiểm soát vùng đệm quan trọng trải dài đến biên giới vùng Luhansk. Tuy nhiên, quân Ukraine đã tăng cường phản công gấp đôi và các báo cáo mới nhất cho thấy lực lượng Ukraine vừa giành lại được một phần lãnh thổ đã mất trước đó. Mới đây, các đội trinh sát Ukraine đã phát hiện số lượng binh sĩ Nga cao bất thường tập trung gần Kubensk. Lữ đoàn cơ giới 54 sau đó đã tiến hành một cuộc đột kích mạnh mẽ bất ngờ bằng xe tăng nhắm vào lực lượng Nga nói trên. Đoạn video được định vị địa lý cho thấy, hai xe tăng Ukraine tiến vào khu vực từ phía nam và càng quét các vị trí của Nga từ cự ly gần mà không gặp bất kỳ sự kháng cự nào. Với cuộc đột kích bằng xe tăng này, lực lượng Ukraine đã tiêu diệt được hầu hết lực lượng Nga tích lũy gần Kubensk và làm suy yếu mọi hành động tấn công đã được lên kế hoạch nhằm vào khu vực này, ít nhất là trong ngắn hạn trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm thứ Hai, ngày 11 tháng 3, báo tin vui tiền tuyến khi nói rằng tình hình dọc mặt trận Ukraine với Nga đang tốt nhất trong ba tháng, với việc quân đội Moscow không còn có thể tiếp tục tiến quân sau khi họ chiếm được thành phố Ajivka vào tháng trước. Trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình BFM của Pháp, Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine đã cải thiện vị thế chiến lược của mình mặc dù thiếu vũ khí tình hình tốt hơn nhiều so với ba tháng qua chúng tôi gặp một số khó khăn vì thiếu đạn pháo phong tỏa trên không vũ khí tầm xa của nga và cường độ tấn công mạnh mẽ của máy bay không người lái nga chúng tôi đã làm việc rất hiệu quả để chống lại hàng không nga chúng tôi đã phục hồi được tình hình ở phía đông cuộc tiến công của quân đội nga đã bị chặn lại ông zelensky nói tuy nhiên nhà lãnh đạo ukraine cho rằng tình hình có thể thay đổi một lần nữa nếu ukraine không có nguồn cung mới Trước đó, việc chiếm được Ajivka đã tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng Nga để bảo vệ trung tâm khu vực Donetsk do Moscow chiếm giữ, cách pháo đài Ajivka 20 km về phía đông. Quân đội Nga sau đó chiếm được một cụm làng gần Ajivka. Nhưng trong tuần qua, người phát ngôn quân đội Ukraine nói rằng lực lượng Nga không còn tiến quân nữa và quân đội Ukraine đã cải thiện được vị thế của mình. Ông Zelensky nói rằng quân đội Nga đã sang bằng mọi thứ sau nhiều tháng ném bom vào Ajivka. Chúng ta không thể nói về một thành phố nữa vì mọi thứ ở Ajivka đã bị phá hủy. Ông cho biết lực lượng Nga có ưu thế về vũ khí tầm xa, nhưng lực lượng Ukraine đã bắn hạ một số lượng lớn máy bay Nga và đang tiếp tục hành động mạnh mẽ ở Biển Đen, nơi các mục tiêu quân sự của Nga liên tục bị tấn công. Ngoài ra, nhà lãnh đạo Ukraine cũng tiết lộ lực lượng của Kyiv đã xây dựng ba tuyến công sự trên hơn 1.000 km lãnh thổ để ngăn chặn các cuộc tấn công trong tương lai của quân đội Nga lực lượng phòng vệ ukraine đã triển khai cuộc tấn công đặc biệt nhằm phá hủy hệ thống phòng không bút tại một trong những khu vực trên mặt trận ukraine nga như được thông báo qua đoạn video do bộ chỉ huy lực lượng tác chiến đặc biệt công bố cuộc tấn công được thực hiện bằng loại đạn có độ chính xác cao có thể đã được hệ thống hỏa tiễn hamas của mỹ bắn trúng phá hủy hoàn toàn thiết bị của nga quân đội Ukraine đặt nặng vào việc tích hợp thành công giữa các đơn vị đặc nhiệm và việc duy trì thiết bị cứu hỏa, nhấn mạnh rằng điều này là một thành công đáng kể. Một bệ phóng thuộc hệ thống Sambuk M1 của đối phương đã bị hủy bỏ hoàn toàn sau cuộc tấn công chính xác này. Hệ thống phòng không của Nga với bốn hỏa tiễn phòng không được triển khai trong khu vực rừng và được bảo vệ bằng tấm lưới ngụy trang. Tuy nhiên, video chứng minh rằng kế hoạch che giấu của Nga đã thất bại khi bệ phóng Bút Sam bị phát hiện và hủy bỏ bằng vũ khí có độ chính xác cao. Hình ảnh ghi lại sau cú tấn công cho thấy, hỏa tiễn phòng không phát nổ và bốc cháy dữ dội, tạo ra cảnh tượng hủy diệt. Sức mạnh hủy diệt và tiếng nổ đã làm nổi bật việc hệ thống phòng không của Nga đã bị phá hủy. Lực lượng tác chiến đặc biệt nhấn mạnh sự hiệu quả của việc kết hợp giữa khả năng tình báo của họ và vũ khí hiện đại, đồng thời mô tả đây là một trong những cuộc tấn công tàn khốc nhất của họ đối với kẻ thù. Đây không phải là thành phần hệ thống Sambuk đầu tiên của Nga bị quân đội Ukraine làm hư hại kể từ đầu năm. Vào tháng 1, lực lượng vũ trang Ukraine đã tấn công một số hệ thống phòng không bút của Nga ở khu vực Donetsk. Họa vô đơn chí, tai ương cho nước Nga và chế độ Putin trước thềm bầu cử không chỉ có vậy thưa quý vị. Bộ Quốc phòng Nga ngày 12 tháng 3 cho biết một vận tải cơ quân sự Il-76 đã rơi ở tỉnh Ivanovo sau khi cất cánh nhằm thực hiện chuyến bay theo kế hoạch. Thông tin ban đầu cho biết có thể máy bay va phải chim khiến động cơ bốc cháy. Hiện bộ Tư lệnh Hàng không Vũ trụ Nga đã điều tổ điều tra chuyên trách tới khu vực xảy ra tai nạn. Theo Bộ Quốc phòng Nga, một đám cháy bùng lên tại khu vực máy bay rơi và đã được dập tắt. Có 15 người trên máy bay, gồm 8 thành viên phi hành đoàn và 7 hành khách, tất cả đều thiệt mạng. Chiếc máy bay bị rơi vào khoảng 1 giờ chiều ngày 12 tháng 3 giờ Moscow ở vùng Ivanovo. Chiếc máy bay đang cất cánh theo lịch trình thì một trong các động cơ bốc cháy. Rất may là vụ tai nạn không gây ra mối đe dọa nào đối với người dân trong khu vực. Lực lượng cứu hộ đang làm việc tại hiện trường để tìm kiếm thi thể các nạn nhân và hộp đen của chiếc máy bay. Thống đốc vùng Ivanovo, ông Voskarensky đã đến hiện trường, bày tỏ lời chia buồn và yêu cầu cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết cho các gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn. Đây là vụ tai nạn máy bay vận tải quân sự IL-76 thứ hai ở Nga kể từ đầu năm nay. Vụ tai nạn lần trước xảy ra vào ngày 24 tháng 1, phía Nga đã nhanh chóng đổ lỗi cho lực lượng vũ trang Ukraine cố tình bắn rơi khi chiếc máy bay đang bay trên vùng Belgorod. Đây được cho là chiếc máy bay chở tù binh chiến tranh Ukraine với 74 người trên máy bay, trong đó có 65 quân nhân Ukraine, tất cả đều thiệt mạng. Tiếp tục sẽ là thông tin liên quan đến công nghệ quốc phòng của Ukraine theo đó ukraine thông báo sẽ bắt đầu sản xuất đội quân robot trên mặt đất có thể thực hiện hàng loạt nhiệm vụ bao gồm tấn công tự sát ukraine bắt đầu sản xuất hàng loạt các loại robot chiến trường có khả năng hoạt động như vũ khí tấn công tự sát tháp pháo điều khiển từ xa thiết bị ra phá bom mìn cũng như phương tiện di tản binh sĩ trên tiền tuyến kiev tự tin rằng loại vũ khí này có thể tác động tới diễn biến của cuộc chiến Mikhail Fedorov, phó thủ tướng phụ trách đổi mới và bộ trưởng chuyển đổi kỹ thuật số của Ukraine, thông báo trên Telegram, việc sản xuất hàng loạt nền tảng robot trên mặt đất bắt đầu ở Ukraine. Brave One đã thử nghiệm hơn 50 hệ thống tại bãi tập, tất cả các chức năng đã được xem xét là một nhóm các đơn vị phát triển công nghệ quân sự do các cơ quan chính phủ Ukraine thành lập theo ông fedorov các viên bản robot thử nghiệm đã thể hiện khả năng tác chiến trên bãi thử và sẽ có mặt trên chiến trường trong vài tháng nữa với hàng trăm hệ thống khác nhau xuất trận ông fedorov tin chắc rằng các hệ thống robot trên mặt đất sẽ là nhân tố thay đổi cuộc chơi tiếp theo trong cuộc chiến với nga ông nói đây là chiến thuật tác chiến bất đối xứng trước ưu thế về số lượng vũ khí của đối phương theo ông, Brave One đã tạo ra hơn 140 robot và 96 trong số đó đã trải qua quá trình thử nghiệm, cũng như 14 loại đã được hệ thống hóa theo tiêu chuẩn của NATO. Năm ngoái, ông Fedorov đã công bố dự án đội quân tác chiến điện tử EW và đội quân robot chiến đấu trong hội nghị Forbes Tech 2023 ở Lviv, miền Tây Ukraine. Theo các nhà nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo AI và giới quan sát, chiến sự Nga Ukraina có thể là tiền đề cho sự ra mắt của các robot chiến đấu hoàn toàn tự động trên chiến trường. Nếu điều này xảy ra, nó sẽ đánh dấu một kỷ nguyên mới về tác chiến hiện đại, có thể so sánh với thời điểm mà súng máy xuất hiện, dẫn tới sự tái định nghĩa lại các phương pháp chiến đấu. Sự phát triển của công nghệ không người lái trong thời gian qua khiến các chuyên gia cho rằng, cuộc chiến càng kéo dài thì khả năng các thiết bị tự vận hành xuất hiện càng lớn. Chúng sẽ tự xác định, khóa và tấn công mục tiêu mà không cần sự hỗ trợ từ con người. Ông Fedorov trước đó đã đồng ý rằng thiết bị không người lái tấn công hoàn toàn tự động là bước tiếp theo hợp lý và không thể tránh khỏi trong quá trình phát triển vũ khí. Ông cho biết, Ukraine đã và đang thực hiện rất nhiều hoạt động nghiên cứu và phát triển theo hướng này. Trong khi đó, hồi đầu năm nay, Nga thông báo đã chế tạo và triển khai robot tên là Turtle để vận chuyển đạn dược cho quân đội trong khu vực chiến đấu. Đây được xem là robot đầu tiên trên thế giới thực hiện nhiệm vụ này. Nga trước đây đã đưa vào sử dụng một robot chiến đấu có tên là Marker, có thể tự động nhận dạng và tấn công các mục tiêu được chỉ định trước. Sam Bandet, chuyên gia tại Trung tâm Phân tích Hải quân có trụ sở tại Mỹ, giải thích rằng máy bay không người lái và pháo binh đang gây ra nguy hiểm cho các hoạt động hậu cần tiếp tế và di tản trên tiền tuyến ở Ukraine. Đây là lý do vì sao các robot được dự đoán sẽ xuất hiện nhiều hơn trên tiền tuyến để thực hiện các nhiệm vụ có rủi ro cao tới tính mạng của binh sĩ. Trong một diễn biến liên quan, Bộ trưởng Quốc phòng Anh vừa tung ra một màn trình diễn đẹp mắt của pháo laser lửa hồng, có thể phát hiện và bắn hạ drone cũng như mục tiêu bằng đồng xu ở khoảng cách 1 km. Bộ trưởng Quốc phòng Anh, Grant Shapps ngày 12 tháng 11 đăng video mới giải mật về cuộc thử nghiệm vũ khí laser của quân đội nước này. Trong video Chùm tia laser cường độ cao được chiếu vào drone trên bầu trời, khiến nó phát nổ gần như ngay lập tức. Đây là lần đầu tiên xuất hiện hình ảnh khai hỏa thực tế của pháo laser lửa hồng được anh phát hiện. Video mới giải mật cho thấy vũ khí laser có thể hạ mục tiêu với tốc độ ánh sáng, Bộ trưởng Sharp cho hay. Bộ Quốc phòng Anh hồi giữa tháng 1 thông báo, lửa hồng đã lần đầu tiên sử dụng chùm tia laser cường độ cao để hạ mục tiêu ở trên không trong cuộc thử nghiệm tại thao trường Hebrides ở Tây Bắc Scotland, Bộ Quốc phòng Anh không tiết lộ tâm bắn của lửa hồng, song khẳng định nó có thể tấn công bất kỳ mục tiêu nào trong tầm nhìn. Cơ quan này cũng cho biết lửa hồng có khả năng khai hỏa với độ chính xác cao, đủ sức bắn trúng đồng xu ở khoảng cách 1 km. Được giới thiệu lần đầu vào năm 2017, Lửa Hồng là dự án hợp tác phát triển giữa Phòng Thí nghiệm Khoa học và Công nghệ Quốc phòng DSTL, cơ quan trực thuộc Bộ Quốc phòng Anh và các tập đoàn vũ khí hàng đầu nước này gồm MBDA, Leonardo và Kennedy. Lửa Hồng dự kiến được biên chế cho lục quân và hải quân Anh các loại vũ khí laser như lửa hồng được coi là giải pháp hiệu quả và có chi phí thấp để bắn hạ những mục tiêu như drone, thay vì sử dụng hỏa tiễn phòng không đắt tiền để đối phó với mối đe dọa giá rẻ này. Trong cuộc chiến tại Ukraine, Nga thường xuyên sử dụng máy bay không người lái cỡ lớn UAV để tấn công vào cơ sở hạ tầng của đối phương theo dạng bay đàn. Chiến thuật gây nhiều khó khăn cho Kiev do nước này không có đủ hỏa tiễn phòng không để đánh chặn. Bộ Quốc phòng Anh cho biết Mỗi phát bắn của lửa hồng có chi phí khoảng 13 Mỹ Kim và việc khai hỏa khí tài này liên tục trong 10 giây chỉ có chi phí tương đương việc sử dụng máy sưởi trong 1 giờ. Điều này hoàn toàn trái ngược với con số hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu Mỹ Kim cho mỗi phát đạn của các hệ thống phòng không tinh vi. James Black, chuyên gia tại chi nhánh châu Âu của Viện Nghiên cứu Dren, trụ sở tại Mỹ, nhận định. Bộ trưởng Saab cũng nhấn mạnh lửa hồng có tiềm năng cách mạng hóa phương thức chiến đấu trong tương lai, giúp giảm phụ thuộc vào các loại đạn đắt và hạn chế thiệt hại ngoài dự kiến. Ngoài anh, một số quốc gia khác cũng đang đẩy mạnh đầu tư vào lĩnh vực vũ khí laser. Israel đang phát triển Iron Beam, hệ thống phòng không có thể đánh chặn hỏa tiễn, rocket và thiết bị không người lái bằng tia laser. Quân đội Mỹ cho biết đã triển khai 4 tổ hợp vũ khí laser gắn trên khung gầm thiết giáp Striker tới Trung Đông để thử nghiệm hồi đầu tháng 2. Thưa quý vị, có nhiều nước ở châu Âu từ lâu đã ngắn ngẩm với thể chế độc tài của Nga, cũng như coi chủ nghĩa bành trướng của nước này như cái gai trong mắt, từ đó muốn hành động để chống lại. Tất cả những gì họ cần chỉ là một đoàn bẫy, và NATO vừa hay đáp ứng hoàn hảo được vai trò này. Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson nói với Financial Times rằng Thụy Điển, thành viên thứ 32 của NATO, dự định tăng số lượng quân trên Gotland và đồn trú các tàu ngầm ở khu vực này của biển Baltic để có thể đẩy lùi một nước Nga đang quân sự hóa nhanh chóng. Theo ông, việc tăng cường phòng thủ cho hòn đảo có tầm quan trọng chiến lược này sẽ là một trong những vấn đề đầu tiên Thụy Điển sẽ thảo luận với các đối tác NATO. Gotland nằm giữa Thụy Điển và Latvia, cách Kaliningrad 330 km. Các nhà tuyên truyền của Điện Kremlin đã nhiều lần đặt hòn đảo có diện tích khoảng 3.000 km vuông này là mục tiêu có thể của Nga nếu nước này cố gắng xâm chiếm các quốc gia vùng Baltic, vì vị trí của nó cho phép nước này kiểm soát bầu trời và giao thông hàng hải ở phía nam vùng biển Baltic. Christensen thừa nhận rằng hiện chỉ có một số lượng nhỏ quân thủy Điển đóng trên Gotland. Điều này khiến các thành viên NATO khác coi hòn đảo này là một điểm dễ bị tổn thương nghiêm trọng đối với liên minh việc mất lãnh thổ này sẽ gây khó khăn cho việc chuyển quân và thiết bị trên bộ đến bờ phía nam biển baltic từ châu âu và hoa kỳ có rất nhiều câu hỏi liên quan đến việc làm thế nào để triển khai lực lượng của chúng ta và tập trung sự chú ý của chúng ta vào đâu rõ ràng mọi thứ liên quan đến biển baltic đều được đưa ra thảo luận điều này áp dụng cho sự hiện diện quân sự ở cotland trinh sát giám sát và khả năng sử dụng tàu ngầm christensen nói Thụy Điển đã phi quân sự hóa hoàn toàn hòn đảo này vào năm 2005, nhưng quyết định xem xét lại quyết định này sau khi Nga sắp nhập Crimea vào năm 2014 và sau đó đóng quân ở đó một trung đoàn mới, bao gồm một quân đoàn xe tăng và cập nhật hệ thống phòng không. Một đội quân gồm khoảng 370 binh sĩ hiện đang đóng tại Gotland. Nhờ sự kiểm soát của NATO với hòn đảo này, việc bảo vệ Latvia, Litva và Estonia sẽ trở nên dễ dàng hơn. Gotland sẽ mang đến một cơ hội bổ sung để tăng cường khả năng phòng thủ của khu vực, cùng với tuyến đường bộ từ Ba Lan qua hành lang Suwaki nằm giữa khu vực Kaliningrad và Belarus, cũng là một phần dễ bị tổn thương của liên minh. Gotland và Thụy Điển gia nhập khối sẽ thay đổi toàn bộ tính toán. Điều này có nghĩa là quyền kiểm soát chiến lược biển Baltic sẽ được trao lại cho NATO. Nga hiểu rất rõ điều này. Ngoại trưởng Latvia Kristianis Karin nói trước đó. Trước đó, Thụy Điển đã công bố kế hoạch gửi 800 quân tới Latvia cách Gotland 200 km như một phần của lực lượng NATO đa quốc gia. Các chuyên gia quân sự từ lâu đã lo ngại rằng Nga sẽ kiểm soát không phận trên biển Baltic, chiếm giữ Gotland và sáp nhập nó với khu vực Kaliningrad, nơi tình báo phương Tây tin rằng Moscow cất giữ một số vũ khí hạt nhân. Anna Wislander, giám đốc chi nhánh Bắc Âu của Hội đồng Đại Tây Dương lưu ý rằng, việc Thụy Điển gia nhập NATO sẽ ngăn chặn điều này xảy ra. Bà cho biết thêm, Gotland cũng có thể được sử dụng để tạo thêm không gian phòng thủ cho liên minh. Lực lượng điều hành phòng không Nga vừa tiết lộ một đoạn video chứng minh hệ thống S-400 SAM của họ đã bị tấn công bởi hỏa tiễn HIMARS. Trên kênh YouTube Svoja Vojna, nhóm xâm lược đề cập rằng cuộc tấn công diễn ra vài tháng trước đây. Quân đội Ukraine đã tiến hành cuộc tấn công vào ban ngày nhằm vào tiểu đoàn S-400 và Pansy-S. Không thể phủ nhận rằng, tại thời điểm đó, một máy bay không người lái do Ukraine Nga điều khiển đã hoạt động để điều chỉnh lực lượng pháo lực chống lại vị trí của Nga. Để đối phó với cuộc tấn công, quân Nga đã mở được phóng hỏa tiễn với hy vọng hạ gục được hỏa tiễn MLRS của Mỹ. Tuy nhiên, hệ thống phòng công Nga đã phải đối mặt với việc một số quả đạn bắn trượt và rơi gần một trong những bệ phóng. Các đạn Mỹ đã trúng chân một binh sĩ Nga và gây hư hại cho một bệ phóng. Người trong video cho biết, một quả đạn đã trúng mục tiêu, gây hư hại nhẹ cho một đơn vị, nhưng vẫn hoạt động trong khi hệ thống S-400 bị hư hại. Tình báo Ukraine đang tích cực theo dõi và tìm kiếm các hệ thống hỏa tiễn phòng không S-300 và S-400 của Nga. Trong năm 2023, đã có nhiều cuộc tấn công vào các hệ thống này. Vào tháng 11 năm ngoái, xã thủ Ukraine cùng lực lượng đặc biệt SSU đã phá hủy một sở chỉ huy có thể là một phần của hệ thống S-300 hoặc S-400. Sau đó, phi hành đoàn của hệ thống hỏa tiễn HIMARS đã tấn công thành công một mục tiêu được xác định là trung tâm điều khiển của lực lượng đặc biệt. Vào ngày 23 tháng 8 năm 2023, hệ thống phòng không S-400 Trium của Nga đã bị hủy bỏ sau một vụ nổ gần làng Olenivka ở Crimea, nơi đã bị chiếm đóng. Trong một diễn biến liên quan một chiếc Su-27 của Nga cũng đã bị bắn rơi ở khu vực Belgorod phía nam nước Nga, giáp biên giới Ukraine, theo báo cáo địa phương. Các báo cáo ban đầu cho biết một trong những máy bay chiến đấu siêu thanh của Nga đã rơi gần thị trấn Valuyki của Nga hôm thứ ba. Đoạn phim lan truyền trên mạng cho thấy những đám khói dày đặc bốc lên bầu trời. Trong một tuyên bố được đăng trên ứng dụng nhắn tin Telegram vào sáng thứ ba, Vyacheslav Gladkov, thống đốc vùng Belgorod, cho biết một vật thể nổ đã được phát hiện và loại bỏ bởi một nhóm kỹ thuật cùng với Bộ Quốc phòng Nga tại làng Soloty. Ngôi làng nằm ở phía tây bắc Valiki không có hậu quả, Klatkov nói. Bộ Quốc phòng Nga không đề cập đến bất kỳ máy bay nào của họ trong các tuyên bố hôm thứ Ba, nhưng cho biết lực lượng phòng không của nước này đã tiêu diệt 25 máy bay không người lái của Ukraine trên lãnh thổ Nga chỉ trong một đêm, trong đó có 7 chiếc trên khu vực Belgorod. Theo một tuyên bố riêng, Moscow cho biết Họ đã đánh chặn 87 không người lái và một hỏa tiễn chiến thuật của Ukraine trên khu vực Belgorod vào khoảng 7 giờ 30 phút sáng giờ địa phương. Ukraine cho biết Nga đã mất số lượng máy bay Su-34 và Su-35 ở mức hai con số, nhưng báo cáo về việc Moscow mất máy bay Su-27 thì hiểm hơn. Su-35 là phiên bản hiện đại hóa của tiêm kích Su-27. Theo quân đội Mỹ, flanker thời chiến tranh lạnh hay Su-27 được gọi theo cách nói của NATO, được thiết kế để cạnh tranh với máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư của Mỹ. Thưa quý vị, ở một diễn biến khác, Ngoại trưởng Thụy Điển Tobias Billstrom ngày 12 tháng 3 cho biết Thụy Điển không muốn NATO có căn cứ quân sự lâu dài trên lãnh thổ của mình. Tất nhiên, NATO sẽ hoạt động ở Thụy Điển, nhưng chúng tôi không muốn NATO có căn cứ lâu dài, Ngoại trưởng Thụy Điển Tobias Billstrom nói trong cuộc phỏng vấn báo chí ngày 12 tháng 3. Ông cũng chia sẻ về việc phản đối triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ Thụy Điển. Ngoại trưởng Billstrom cho biết rằng Thụy Điển sẵn sàng gửi lực lượng hỗ trợ cho các đồng minh và sẽ gửi một tiểu đoàn cơ giới tới Latvia. Ông nhấn mạnh rằng trong thời bình, không có lý do nào để có vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ của Thụy Điển, thậm chí khi gia nhập NATO, Thụy Điển không có điều kiện tiên quyết nào về vấn đề này. Theo ông Billstrom, Mỹ, Anh và Pháp là ba quốc gia NATO duy nhất sở hữu vũ khí hạt nhân và từ sau chiến tranh lạnh, không có vũ khí hạt nhân nào được triển khai trên lãnh thổ của bất kỳ quốc gia thành viên nào của NATO. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tái khẳng định rằng liên minh không có kế hoạch tăng số lượng đồng minh sở hữu vũ khí hạt nhân vào ngày 13 tháng 3. Ông Stoltenberg nhấn mạnh rằng mặc dù NATO đã đánh giá lập trường của mình trước các lực lượng thông thường hiện có, nhưng không có kế hoạch tạo ra các nhóm tác chiến ở Thụy Điển tương tự như các nhóm ở các nước Baltic. Thụy Điển chính thức gia nhập khối vào ngày 7 tháng 3 và trở thành quốc gia thành viên thứ 32 cờ của Thụy Điển được kéo lên đồng thời với cờ của 31 đồng minh khác tại các bộ chỉ huy của NATO trên khắp châu Âu và Bắc Mỹ. Thụy Điển đã nộp đơn xin gia nhập NATO cùng với Phần Lan vào tháng 5 năm 2022. Cuối tháng 1 năm 2024, Thổ Nhĩ Kỳ chấp thuận việc Thụy Điển gia nhập khối và đến ngày 26 tháng 2, Quốc hội Hungary cũng đưa ra quyết định tương tự. Đối với NATO, sự gia nhập của Thụy Điển và Phần Lan hai quốc gia có chung đường biên giới 1.340 km với Nga là sự bổ sung quan trọng nhất trong nhiều thập kỷ qua. Thụy Điển cũng sẽ được hưởng lợi từ sự bảo đảm phòng thủ chung của liên minh. Theo đó, một cuộc tấn công vào một thành viên được coi là tấn công vào tất cả. Thưa quý vị, Bị ra lầy vào cuộc chiến vốn dự định chỉ kéo dài tối đa 2 tuần với nước láng giềng Ukraine đã khiến uy tín của quân đội Nga bị giáng một đòn nghiêm trọng và dường như chẳng thể nào hồi phục. Trước điều này, các đồng minh truyền thống của Nga cũng không khỏi e ngại, cũng như có những động thái cho thấy sự bài xích với quân đội của nước này. Mới đây, Armenia cho biết lực lượng của họ đã có đủ kinh nghiệm, kỹ năng và kiến thức để thực hiện nhiệm vụ tại sân bay mà không cần sự hỗ trợ của phía Nga. Điện Kremlin hôm 12 tháng 3 cho biết, Nga đã nhận được thông báo từ Armenia về việc chấm dứt công việc của lực lượng biên phòng Nga tại sân bay quốc tế Zvartnots ở thủ đô Yerevan của quốc gia vùng Caucasus. Quả thực chúng tôi đã nhận được một lá thư cấp bộ về vấn đề này và các liên lạc hiện đang được thực hiện thông qua các cơ quan. Tôi không thể nói nhiều hơn bây giờ." Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên trong cuộc họp báo ở Moscow. Ông Peskov cho biết thêm rằng các liên hệ giữa chính quyền Nga và Armenia sẽ tiếp tục ở mọi cấp độ có thể. Trước đó cùng ngày, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan cho biết trong một cuộc họp báo ở Yerevan rằng lực lượng biên phòng nước này đã gửi thư tới phía Nga cảm ơn vì sự phục vụ của họ. Ông Pashinyan cho biết, Lực lượng biên phòng Armenia đã có đủ kinh nghiệm, kỹ năng và kiến thức để thực hiện nhiệm vụ tại sân bay Zvartnots mà không cần sự hỗ trợ của phía Nga. Ông cũng cho biết bức thư chỉ ra rằng công việc của lực lượng biên phòng Nga sẽ kết thúc vào ngày 1 tháng 8. Đây là một quá trình làm việc, không phải một quá trình chính trị, Thủ tướng Armenia nói thêm. Trước đó, ông Armen Grigoryan, người đứng đầu Hội đồng An ninh Armenia đã nói với các nhà báo vào tuần trước rằng Yerevan đã gửi một lá thư chính thức tới Moscow về vấn đề này. Armenia đã tách mình ra khỏi đồng minh truyền thống Nga trong những tháng gần đây, đồng thời tiến gần hơn đến phương Tây. Yerevan trước đó đã đưa ra chủ đề về sân bay, nhưng bình luận của ông Grigorian hôm 6 tháng 3 là lần đầu tiên Armenia chính thức đưa ra yêu cầu. Việc mua sắm thiết bị quân sự với Nga đã giảm từ 96% xuống dưới 10%. Điều này có nghĩa là Armenia đang thực hiện chính sách đa dạng hóa với các đối tác không chỉ ở phương Tây mà còn ở châu Á và các nơi khác. Những thay đổi lớn đang diễn ra, Armenia đang đa dạng hóa nền kinh tế và an ninh của mình. Ông Grigorian nói thêm, yêu cầu lính Nga rời đi được đưa ra chưa đầy 2 tuần sau khi Thủ tướng Pashinyan cho biết trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình France 24 của Pháp, rằng Armenia đã đóng băng tư cách thành viên trong tổ chức hiệp ước an ninh tập thể CSTO do Nga dẫn dắt vì cảm thấy không còn có thể dựa dẫm vào Moscow để bảo đảm nhu cầu quốc phòng của mình. Chuyển sang một diễn biến đáng chú ý khác thưa quý vị, các chuyến hàng vũ khí của Triều Tiên đến Nga dường như đã được nối lại sau một tháng tạm dừng. Hình ảnh vệ tinh dường như cho thấy các tàu chở hàng treo cờ Nga quay trở lại thành phố Rason của Triều Tiên, nơi mà tàu này và ba tàu bị Mỹ trừng phạt khác đã ghé thăm hàng chục lần kể từ mùa hè năm ngoái để tiếp nhận các trang thiết bị chiến tranh bị nghi ngờ dành cho chiến trường Ukraine. Được biết, từ quý vị, Washington đã cáo buộc Bình Nhưỡng hỗ trợ Moscow xâm chiếm Ukraine trong cuộc chiến chậm mốc 2 năm vào ngày 24 tháng 2. Theo các cơ quan quốc phòng Hàn Quốc, các nhà máy sản xuất vũ khí của chế độ Kim Jong-un đã hoạt động hết công suất, với hơn 6.700 container chở hàng triệu viên đạn được cho là đã được chuyển đến Nga để đổi lấy các nguồn tài nguyên thiết yếu như thực phẩm. Chủ nhật ngày 10 tháng 3, đánh dấu lần đầu tiên kể từ ngày 12 tháng 2, hình ảnh giám sát vệ tinh gần như hàng ngày đã chụp được một con tàu ở một trong hai cảng. Nga hiện đang mở rộng sản xuất vũ khí của mình để duy trì hoạt động trên bộ ở Ukraine. Bất chấp việc mở rộng, tình trạng thiếu hụt dao động, đặc biệt là các loại đạn pháo như đạn pháo 152 ly, đang thách thức hiệu quả quân sự lâu dài của Nga trong cuộc chiến. Cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine, Man Intelligence Directorate, còn được gọi là GIOA, tháng trước ước tính rằng Nga đã nhập khẩu khoảng 1,5 triệu quả đạn pháo từ nước láng giềng dấu tên. Nhưng số đạn này là từ những năm 70-80, một nửa trong số đó không hoạt động, số còn lại cần phải được phục hồi hoặc kiểm tra trước khi sử dụng, cơ quan này cho biết. Bình Nhưỡng đã phát đi tín hiệu tăng cường mối quan hệ với Moscow, trong khi từ bỏ nỗ lực hạ nhiệt trên bán đảo Triều Tiên, nơi quan hệ Bắc Nam đang ở mức bất ổn nhất trong nhiều thập niên. Hôm thứ Ba, Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên thuộc sở hữu nhà nước của Triều Tiên đã thông báo về chuyến thăm của Phái đoàn Bộ Văn hóa Nga do Thứ trưởng Andrei Malyshev dẫn đầu để kỷ niệm 75 năm thỏa thuận hợp tác kinh tế và văn hóa giữa Triều Tiên và Liên Xô khi đó. Thưa quý vị, truyền thông phương Tây nói rằng Nga đã phải đối mặt với vụ tấn công bằng UAV quy mô lớn chưa từng có kể từ khi chiến sự với Ukraine bùng phát. Newsweek đưa tin, các UAV vào ngày 12 tháng 3 đã tấn công chín vùng của Nga, bao gồm hai cơ sở năng lượng trong một vụ tập kích mà hãng tin Mỹ nhận định là lớn nhất kể từ khi xung đột Moscow-Kyiv bùng phát hơn 2 năm trước. Trước đó, vào tháng 8 2023, một vụ tấn công bằng UAV vào 6 vùng của Nga được xem là vụ tập kích lớn nhất vào lãnh thổ nước này kể từ khi chiến sự nổ ra. Bộ Quốc phòng Nga ngày 12 tháng 3 cho biết, lực lượng phòng không của họ đã đánh chặn 25 máy bay không người lái Ukraine trong đêm tại các khu vực Moscow, Leningrad, Belgorod, Kursk, Bryansk, Tula và Orion. Chính quyền vùng Nizhny Novgorod và Voronezh cũng đã báo cáo về các cuộc tấn công đã có nhiều thông tin về việc các kho dầu bốc cháy hoặc đường sắt bị phá hoại trên khắp nước Nga xuất hiện trong những tháng gần đây. Các nguồn truyền thông Ukraine thường liên kết với các cuộc tấn công với lực lượng tình báo quân sự Ukraine, mặc dù Kyiv thường không bình luận về các cuộc tấn công trên lãnh thổ Nga. Thống đốc Orion Andrei Klitschkov cho biết trên Telegram rằng một máy bay không người lái đã tấn công khu phức hợp nhiên liệu và năng lượng ở thủ phủ của khu vực gây ra hỏa hoạn và sau đó đám cháy đã được dập tắt. Người dân địa phương đã chia sẻ cảnh quay về vụ nổ trong thành phố và hãng truyền thông nhà nước Ria đưa tin rằng một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã khiến 17 người từ hai tòa nhà lân cận phải di tản. Các nhà chức trách ở vùng Disney, Nogorod, vùng cách Moscow khoảng gần 400 km về phía đông cho biết một số máy bay không người lái đã tấn công khu công nghiệp Kostovo, nhắm mục tiêu vào một cơ sở trong nhà máy lọc dầu dẫn tới hỏa hoạn. Lukoil, công ty dầu mỏ lớn thứ hai của Nga xác nhận với RIA Novosti rằng vụ việc đã khiến đơn vị sản xuất của doanh nghiệp tạm thời đình chỉ hoạt động. Via Cheslav Gladkov, thống đốc vùng Belgorod giáp với các vùng Ukraine, cho biết một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã khiến 7 khu định cường mất điện. Bộ Quốc phòng Nga cho hay lực lượng phòng không ở khu vực Belgorod đã bắn hạ một hỏa tiễn Tokka-U và 8 quả đạn của hệ thống hỏa tiễn phóng loạt RM-70 Vampire. Ông Klatkov cho biết không có thương vong hay thiệt hại sau vụ tấn công. Trong khi đó, thị trưởng Moscow Sergei Subianin nói rằng một máy bay không người lái bay về phía thủ đô đã bị bắn hạ ở quận Ramensky và không có báo cáo về thiệt hại hoặc thương vong tại đây. Các khu vực Leningrad, Bransk và Voronezh cũng không ghi nhận thương vong sau các cuộc tập kích bằng UAV. Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái diễn ra trong bối cảnh các nhóm vũ trang thân Ukraine tuyên bố tấn công vào lãnh thổ Nga ở khu vực Belgorod và Kursk bằng xe bọc thép được hỗ trợ bởi hỏa lực súng cối và pháo binh. Theo phía Ukraine, các nhóm này bao gồm các thành viên là công dân Nga và hoạt động độc lập không liên quan tới chính quyền Kiev. Đến với một diễn biến khác, Tòa Bạch Úc vừa công bố gói viện trợ quân sự khẩn cấp trị giá 300 triệu đô la Ukraine, trong đó có hỏa tiễn phòng không và đạn pháo. Thay mặt Tổng thống Biden, tôi công bố gói hỗ trợ an ninh khẩn cấp và lô vũ khí thiết bị trị giá 300 triệu đô la để giải quyết một số nhu cầu cấp bách của Ukraine, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jack Sullivan ngày 12 tháng 3 thông báo. Thời gian trôi qua nhanh chóng và chúng tôi cần hành động nhanh nhất có thể. Thiếu tướng Patrick Ryder, phát ngôn viên ngũ giác đài nói, lô hàng sẽ gồm hỏa tiễn phòng không, phim 92 Stinger, đạn rocket cho tổ hợp pháo HIMARS, đạn pháo 155 ly và 105 ly, súng chống tăng AT-4, đạn cho vũ khí cá nhân, vật tư cho hệ thống phá hủy vật cản, phụ tùng và các thiết bị phụ trợ khác. Ông Sullivan cho biết, gói viện trợ quân sự mới chỉ cung cấp đủ đạn dược cho Ukraine trong vài tuần. Gói này không thể ngăn Ukraine hết đạn, ông Sullivan nói. Gói này không thể thay thế và không giúp trì hoãn nhu cầu quan trọng là thông qua dự luật an ninh của lượng đảng. Đây là lần đầu tiên Mỹ công bố viện trợ quân sự cho Ukraine trong năm nay. Các quan chức quốc phòng Mỹ cho biết họ tiết kiệm những khoản mua sắm gần đây của ngũ giác đài và để ra được khoảng 300 triệu đô la nói trên. Đây là gói viện trợ tương đối nhỏ để cung cấp cho Ukraine những thứ tối thiểu mà họ cần trong thời gian ngắn, theo một quan chức quốc phòng Mỹ. Khoản tiết kiệm mới cho phép chúng tôi bù đắp chi phí cho lô vũ khí rút từ kho này, đây là sự kiện chưa từng có tiền lệ, do đó chúng tôi cần hạ viện Mỹ hành động. Những điều này xảy ra trong bối cảnh lực lượng Nga gần đây đạt được nhiều tiến bộ trên chiến trường trong lúc Ukraine cạn dần đạn dược. Trong khi đó, Quốc hội Mỹ vẫn chưa thông qua dự luật có gói viện trợ quân sự trị giá hàng chục tỷ đô la cho Ukraine. Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ CIA William Burns cảnh báo Ukraine đã hết thời gian. Ukraine vẫn can đảm và kiên trì, nhưng họ đang hết đạn, ông Burns nói trước Quốc hội Mỹ chúng ta đang cạn thời gian để giúp họ. Theo đánh giá của cộng đồng tình báo Mỹ công bố ngày 11 tháng 3, bế tắc trên diễn trường mang lại lợi thế quân sự chiến lược cho Nga và ngày càng diễn biến theo hướng có lợi cho họ. Bên cạnh đó, thưa quý vị, Tổng thống Romania Ihanis tuyên bố tranh cử khi nội bộ NATO xuất hiện xu hướng ủng hộ ứng viên từ Đông Âu. Tổng thống Romania Klaus Ihanis ngày 12 tháng 3 tuyên bố ứng cử Tổng thư ký NATO kế nhiệm ông Jens Stoltenberg. Nhiệm kỳ của ông Jens Stoltenberg, 64 tuổi, dự kiến kết thúc vào tháng 10. Ai 64 tuổi, kỳ vọng có thể thổi làn gió mới vào tư duy của liên minh giữa giai đoạn căng thẳng. Ông nói ưu thế của mình là cương vị lãnh đạo Romania, nước giáp biên giới với chiến trường Ukraine. Ông Ihanis tin rằng NATO cần sự đổi mới tư duy về sứ mệnh, đồng thời xem trọng hơn sự cân bằng Đông Tây trong liên minh. Đông Âu cũng đóng góp quan trọng cho những thảo luận và quyết định trong NATO, ông nói. Với ứng viên cân bằng, mạnh mẽ và có ảnh hưởng trong khu vực, Liên minh sẽ có thể đưa ra những quyết định phù hợp nhất với nhu cầu và quan ngại của mọi thành viên. Tổng thống Romania Iohannis tuyên bố tranh cử khi nội bộ NATO xuất hiện xu hướng ủng hộ ứng viên một nước ở sườn phía đông của Liên minh quân sự, hiểu rõ những căng thẳng địa chính trị với Nga. Ông nói, Romania, nước gia nhập NATO vào năm 2004, trong làn sóng liên minh mở rộng về phía đông, am hiểu sâu sắc những thách thức lịch sử và an ninh hiện nay ở khu vực, nảy sinh từ chiến sự Nga-Ukraine. Romania từ năm 2023 đã thiết lập cơ sở huấn luyện phi công khu vực Đông Âu, trong đó có phi công Ukraine điều khiển tiêm kích F-16 của Mỹ. Hơn 5.000 quân nhân các nước NATO đang đồn trú tại Romania, quy mô lớn nhất trong khu vực Đông Nam của Liên minh. Ứng viên sáng giá nhất trong cuộc đua đến nay là Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte sắp mãn nhiệm. Chính phủ Mỹ, Anh và Đức đã công khai ủng hộ ông kế nhiệm ghế Tổng thư ký NATO. Tuy nhiên, chính trị gia 57 tuổi của Hà Lan vấp phải phản đối từ Hungary do mâu thuẫn ngoại giao. Thủ tướng Rutte cũng bị hoài nghi không đủ sức lèo lái NATO khi bản thân Hà Lan một thập kỷ qua không thể làm tròn cam kết tăng ngân sách quốc phòng lên 2% GDP. Ông Ihanis giữ chức tổng thống Romania từ năm 2014 và đã trải qua nhiều cuộc khủng hoảng trên chính trường nước mình, tự ví von bản thân như lính cứu hỏa ngăn Romania sụp đổ. Ông thuộc cộng đồng gốc Đức tại Romania, từng là giáo sư vật lý trước khi làm chính trị. Ứng viên tổng thư ký NATO muốn đắc cử cần nhận được đồng thuận từ toàn bộ 32 thành viên liên minh. Giới chức NATO kỳ vọng liên minh sẽ chọn được tổng thư ký mới trước hội nghị thượng đỉnh vào tháng 7. Thưa quý vị, tiếp nối làn sóng tấn công máy bay không người lái vào lãnh thổ của quốc gia xâm lược. Ở Ryazan, Nga UAV đã tấn công một nhà máy lọc dầu, những người chứng kiến báo cáo về một vụ hỏa hoạn. Điều này đã được ABC Ukraine đưa tin có liên quan đến kênh Telegram Baza. Các nhân chứng cho biết ba máy bay không người lái đã tấn công nhà máy lọc dầu. Theo kênh này, diện tích vụ cháy ở nhà máy lọc dầu Ryazan là 100m2. Được biết, đây cũng là đám cháy thứ ba trong hai ngày liên tiếp xảy ra tại các nhà máy lọc dầu hoặc bể chứa dầu của Nga. Trước đó, vào ngày 12 tháng 3, một máy bay không người lái đã đâm vào bể chứa dầu ở Orion, gây ra một đám cháy lớn. Máy bay không người lái cũng tấn công nhà máy lọc dầu Lukoil ở vùng Nizhny Novgorod, khiến nó phải ngừng hoạt động. Bên cạnh đó, Nga trong ngày 13 tháng 3 đã mất lên tới 980 đơn vị nhân lực Điều này nâng tổng số tổn thất của quân đội Nga kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược là 426.870 quân nhân. Ngoài ra, lực lượng vũ trang Ukraine đã phá hủy 62 phương tiện, 32 hệ thống pháo binh và 22 máy bay không người lái của quốc gia xâm lược. Điều này đã được RBC Ukraine đưa tin dựa trên kênh Telegram của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine. Theo đó, tổng thiệt hại trong trận chiến của Nga tính từ ngày 24 tháng 2 năm 2022 đến ngày 13 tháng 3 năm 2024 là khoảng

trực thăng 325 chiếc, UAV cấp tác chiến chiến lược 8.205 cộng 22 chiếc, hỏa tiễn hành trình 1.919 cộng 1 đơn vị, tàu thuyền 26 chiếc, tàu ngầm 1 chiếc, thiết bị ô tô và xe bồn 13.932 cộng 62 chiếc, thiết bị đặc biệt 1.699 cộng 8 đơn vị. Tình hình ở mặt trận, theo viện nghiên cứu chiến tranh ISW, lực lượng vũ trang Ukraine tiếp tục giữ các vị trí ở phía tây Ivanovo gần Bakhmut. Tại Ukraine, 91 cuộc đụng độ quân sự đã diễn ra ở mặt trận trong vòng 24 giờ. Các đơn vị lực lượng hỏa tiễn đánh vào ba khu vực tập trung quân sự: một kho pháo, một kho đạn và hai hệ thống phòng không của địch. Trong một diễn biến liên quan. NATO sẵn sàng gửi 300.000 binh sĩ tới Ba Lan nếu chiến tranh nổ ra. Tổng tham mưu trưởng quân đội Ba Lan, Karol Dimanowski cho biết trên TVP Info. Trước đây có 40.000 binh sĩ được huấn luyện để trở thành lá chắn của NATO và bây giờ có 300.000 binh sĩ trong tình trạng sẵn sàng cao độ. Những người lính này sẽ đến đất nước không phải sau khi chiến tranh bắt đầu mà là trước khi chiến tranh nổ ra, Dimanowski nói. Theo ông khoảng 10.000 lính Mỹ đang đóng quân ở Ba Lan và đội ngũ này có thể tăng lên. Hàng nghìn lính Mỹ liên tục huấn luyện cùng chúng tôi. Chúng ta phải nhớ rằng, người Mỹ và các đồng minh khác hỗ trợ chúng ta không chỉ trên bộ mà còn trên không, trên không gian mạng. Tổng tham mưu trưởng nói thêm. Cuối tháng 2, các chuyên gia của Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ ISW nhận định Tổng thống Nga Vladimir Putin đang chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh quy mô lớn với NATO. Theo ISW, các kế hoạch của Điện Kremlin trong trường hợp xảy ra xung đột phi hạt nhân với Liên minh Bắc Đại Tây Dương được chứng minh bằng việc cải cách bộ phận hành chính quân sự của đất nước, được Putin củng cố bằng sắc lệnh được ký ngày 26 tháng 2. Theo tài liệu này, các quân khu Moscow và Leningrad vốn đã bị bãi bỏ và sáp nhập vào quân khu phía Tây trong cuộc cải cách của Bộ trưởng Quốc phòng Anatoly Sedyukov vào đầu những năm 2010 đang được tái tạo ở Nga. Theo sắc lệnh tương tự, Putin đã đưa các khu vực sáp nhập của Ukraine vào quân khu phía Nam, đồng thời tước bỏ quy chế đặc biệt của hạm đội phương Bắc của Nga. Trong đó, hầu hết các tàu ngầm hạt nhân chiến lược đều tham gia. Từ giờ trở đi, hạm đội là một phần của quân khu Leningrad. Theo ghi nhận của chuyên gia ISW, những đội mới này nhằm mục đích củng cố quyền kiểm soát các hoạt động của Nga ở Ukraine trong ngắn hạn và trung hạn. Mục tiêu thứ hai là chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh thông thường quy mô lớn chống lại NATO trong thời gian dài, Viện Nghiên cứu cho biết trong một bản tóm tắt. Chuyển sang một diễn biến khác, cơ quan an ninh Ukraine tuyên bố bắt giữ một người lính làm gián điệp cho Nga khi người này cố gắng đầu độc các chỉ huy của một đơn vị chiến đấu của lực lượng vũ trang Ukraine ở vùng Zaporizhia. Nick Vesti, trích dẫn tuyên bố của dịch vụ báo chí của cơ quan an ninh Ukraine cho biết, gián điệp bị bắt được xác định là một quân nhân tại ngũ của quân đội Ukraine. Người này định cho chất độc vào nước tắm của các chỉ huy đơn vị chiến đấu ở Zabrezia. Các nhân viên của cơ quan an ninh Ukraine đã vạch trần mối liên hệ của quân nhân này với cơ quan đặc biệt của Nga và ngăn cản người này thực hiện kế hoạch. Theo cơ quan an ninh Ukraine, viên quân nhân làm gián điệp cho Nga cũng đang thực hiện nhiệm vụ do thám cho Moscow những nơi triển khai và di chuyển của các đơn vị quân đội Ukraine. Theo điều tra, nghi phạm được Nga tuyển dụng thông qua bố mẹ của anh ta, những người sống ở khu vực do Nga kiểm soát ở vùng Luhansk. Bố mẹ của nghi phạm được cho là đã bị chính quyền Nga yêu cầu thuyết phục con trai làm việc cho họ. Thông tin liên lạc giữa nghi phạm và cấp trên người Nga diễn ra thông qua một cuộc trò chuyện ẩn danh trong tin nhắn điện thoại. Chiếc điện thoại mà nghi phạm dùng để liên lạc với người Nga đã bị thu giữ. Trên cơ sở các bằng chứng thu thập được, các nhà điều tra cáo buộc nghi phạm tội phản quốc Nghi phạm hiện đang bị giam giữ và đối mặt với án tù chung thân. Bên cạnh đó, các nước EU đã nhất trí về các điều khoản phân bổ 5 tỷ euro cho Quỹ Hòa Bình Châu Âu, từ đó sẽ tài trợ cho việc mua vũ khí cho Ukraine. Nước này rất cần nguồn cung cấp mới vì tình trạng thiếu đạn dược và việc quân đội Nga tăng cường sử dụng máy bay đang đe dọa các vị trí phòng thủ của lực lượng vũ trang Ukraine. Sau nhiều tháng tranh cãi về phương thức mua sắm, các quan chức EU đã đạt được thỏa thuận. Bốn quan chức thông báo tóm tắt về các cuộc thảo luận nói với Financial Times. Một thỏa thuận chính sẽ được ký kết tại cuộc họp của các nhà lãnh đạo các nước vào thứ Tư. Quỹ Hòa bình châu Âu đóng vai trò quan trọng trong việc tài trợ cung cấp vũ khí cho Ukraine trong hai năm đầu của cuộc chiến. Từ đó, các quốc gia được hoàn trả các chi phí phát sinh do chuyển vũ khí cho Kiev. Nhưng đến cuối năm 2023, quỹ không còn tiền và các quốc gia bắt đầu nghĩ đến việc tạo một quỹ mới. Theo quy định mới, số tiền này sẽ được dùng để mua vũ khí được sản xuất trong khối, nhưng cũng có thể mua hàng từ nước thứ ba nếu đây là lựa chọn duy nhất. Pháp trước đây đã khẳng định rằng việc mua sắm chỉ được thực hiện trong EU và do đó hỗ trợ ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu. Tuy nhiên, chẳng hạn, do EU không thể cung cấp cho Ukraine hàng triệu quả đạn pháo đã hứa vào thứ ba, chúng phải được tìm kiếm ở các quốc gia khác để làm được điều này, Cộng hòa Séc đã huy động vốn từ các nước phương Tây khác, trong đó có Pháp, để mua 800.000 quả đạn pháo. Chúng sẽ được đưa đến lực lượng vũ trang Ukraine trong những tuần tới. Và xin được chuyển sang một diễn biến khác, thưa quý vị, các quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ gần đây mới công khai thừa nhận rằng họ không chỉ hết quỹ bổ sung mà còn bị thâm hụt 10 tỷ đô la do chuyện vũ khí cho Ukraine. Theo báo Mỹ Politico đưa tin ngày 11 tháng 3, ngũ giác đài muốn Quốc hội Mỹ phân bổ 10 tỷ đô la để bù đắp cho số vũ khí mà nước này đã chuyển giao cho Ukraine và bổ sung vào kho vũ khí của bộ.Nguồn tin cũng cho hay, nếu như tình hình này tiếp diễn và khoản thâm hụt chưa được bù đắp, lỗ hổng vũ khí sẽ gây sức ép cho quân đội Mỹ. Theo vị quan chức này, khoản tài trợ lớn đang chờ bổ sung cần được phê duyệt. Đài phát thanh VOA của Mỹ sau đó cũng dẫn lời thứ trưởng bộ quốc phòng Mỹ Catherine Hicks và xác nhận thông tin ngũ giác đài đang cần ít nhất 10 tỷ đô la để bổ sung tất cả số vũ khí mà họ đã rút khỏi kho để giúp Kiev. Khoảng thiếu hụt 10 tỷ Mỹ kim trên được tạo ra một phần do sức ép lạm phát và một phần vì các hệ thống mới mà ngũ giác đài đang tìm cách thay thế các hệ thống cũ có chi phí cao hơn. Chẳng hạn như hỏa tiễn tấn công chính xác PRSM hay hệ thống hỏa tiễn chiến thuật quân đội tầm xa Attack MS cuối năm ngoái, Tòa Bạch Ốc thông báo chính quyền Tổng thống Joe Biden đã cung cấp hơn 75 tỷ Mỹ kim tiền mặt và thiết bị cho Ukraine, vượt qua các nhà tài trợ phương Tây. Mới đây nhất, tối 12 tháng 3 giờ địa phương, Washington cũng công bố một gói viện trợ quân sự bổ sung cho Ukraine trị giá 300 triệu Mỹ Kim, bao gồm đạn pháo, hỏa tiễn phòng không, hệ thống chống thiết giáp và nhiều loại vũ khí khí tài khác. Nguồn tài trợ mới này có được nhờ tiết kiệm được từ các hợp đồng vũ khí khác. Đây là gói viện trợ an ninh đầu tiên được ngũ giác đài công bố dành cho Ukraine kể từ tháng 12 năm ngoái, vào thời điểm quân đội Mỹ thừa nhận hết quỹ bổ sung phải đến những ngày gần đây, các quan chức mới công khai thừa nhận rằng họ không chỉ hết quỹ bổ sung mà còn bị thâm hụt 10 tỷ Mỹ Kim. Một quan chức quốc phòng cấp cao nhấn mạnh gói viện trợ bổ sung mới này cho Ukraine chỉ được thực hiện một lần duy nhất. Mọi khoản khác vẫn phải chờ quốc hội thông qua dự luật chi tiêu bổ sung, bao gồm khoảng 60 tỷ Mỹ kim viện trợ quân sự cho Ukraine. Thông báo gói viện trợ mới được đưa ra trong bối cảnh các nhà lãnh đạo Ba Lan đang ở Washington để gây sức ép với Mỹ phá vỡ tinh thế bế tắc trong việc bổ sung ngân quỹ cho Ukraine vào thời điểm quan trọng của cuộc chiến. Tình hình Ukraine đang ngày càng trở nên tệ hơn khi các đơn vị ở tiền tuyến rơi vào cảnh thiếu thốn đạn dược và đối mặt với lực lượng Nga dồi dào về nhân lực và vũ khí. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nhiều lần ngỏ lời xin quốc hội Mỹ giúp đỡ, nhưng lãnh đạo Đảng Cộng hòa tại Hạ viện không sẵn sàng đưa các gói viện trợ Ukraine lên bàn để bỏ phiếu và nhấn mạnh quốc hội cần ưu tiên giải quyết các vấn đề an ninh biên giới. Thưa quý vị, tờ Financial Times ngày 12 tháng 3 đưa tin, Ủy ban châu Âu đang thúc đẩy kế hoạch cấp cho Kyiv tới 3 tỷ euro, 3,2 tỷ đô la từ những khoản lợi nhuận tạo ra từ tài sản Nga bị EU phong tỏa trong bối cảnh hỗ trợ tài chính từ Mỹ ngày càng suy yếu. Tờ báo dẫn lời các quan chức EU cho biết, đợt tiền đầu tiên có thể được gửi tới Kyiv sớm nhất là vào tháng 7 nếu Bruxelles có thể bảo đảm được sự chấp thuận của tất cả các thành viên trong khối. Đề xuất này dự kiến sẽ được đưa ra trước hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo EU vào tuần tới. Được biết, phương Tây đã đóng băng khoảng 300 tỷ Mỹ kim tài sản nắm giữ của Ngân hàng Trung Đông Nga kể từ khi bắt đầu cuộc chiến ở Ukraine hai năm trước. Công ty Euroclear có trụ sở tại Brussels nắm giữ khoảng 191 tỷ euro, 205 tỷ mỹ kim trong số đó và đã tích lũy gần 4,4 tỷ euro tiền lãi trong năm qua. Theo báo cáo, Brussels sẽ giải ngân từ 2 đến 3 tỷ euro tiền lãi do tài sản bị đóng băng tạo ra trong năm nay, tùy thuộc vào lãi suất. Các quan chức EU ước tính rằng tổng lợi nhuận thu được từ các quỹ của Nga do Euroclear nắm giữ có thể đạt 20 tỷ euro vào năm 2027. Vấn đề khai thác tài sản của Nga ngày càng trở nên quan trọng kể từ khi gói viện trợ trị giá 60 tỷ Mỹ Kim của Mỹ cho Ukraine bị Quốc hội do đảng Cộng hòa lãnh đạo chặn lại, khiến Kiev phải tìm kiếm các nhà tài trợ thay thế. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tháng trước đã đề xuất sử dụng số tiền thu được để gửi vũ khí tới Ukraine thay vì tái thiết như kế hoạch ban đầu quan chức phụ trách chính sách đối ngoại của EU, Joseph Borrell, cũng cho biết hồi đầu tháng rằng khối có thể sử dụng lợi nhuận từ tài sản bị phong tỏa của Nga để mua vũ khí cho Ukraine thông qua cơ sở hòa bình châu Âu, một cơ chế ngoài ngân sách được sử dụng để chuyển vũ khí cho Ukraine. Theo Financial Times, các thành viên khối hiện đang đàm phán về khoản tăng thêm 5 tỷ euro cho quỹ này, cũng như các lựa chọn đầu tư vào ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine. Trong khi đó, một số nước phương Tây vẫn bị chia rẽ về việc dùng tài sản phong tỏa của Nga để viện trợ cho Ukraine. Trong khi Mỹ và Anh ủng hộ việc trực tiếp tịch thu tài sản, một số quốc gia thành viên EU, bao gồm cả Pháp và Đức, gần đây đã cảnh báo rằng động thái này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sự ổn định tài chính và làm xói mòn niềm tin vào vị thế đồng tiền dự trữ của đồng euro. Cuối tuần trước, truyền thông Mỹ cũng đưa tin một số thành viên đảng Cộng hòa hàng đầu tại Hạ viện Mỹ đang xây dựng kế hoạch cho Ukraine vay tiền từ 300 tỷ Mỹ kim tài sản của Nga bị Mỹ phong tỏa sau khi xung đột bắt đầu ở Ukraine. Thưa quý vị, ngoài việc quân đoàn khởi nghĩa đang tràn vào các vùng biên giới Nga, thì vào rạng sáng ngày 13 tháng 3, một số khu vực của Nga cũng đã bị tấn công bằng máy bay không người lái, dẫn đến sự tan phá và thường vong. Được biết, đây là lần thứ hai trong hai ngày liên tiếp mà đất nước xâm lược gặp phải tình trạng này. RBC Ukraine đã đưa tin về điều này với các nguồn sau đã được sử dụng. Kênh Telegram của thống đốc vùng Belgorod Vyacheslav Klatsky, kênh Telegram của thống đốc vùng Kursk Roman Starovoyt, kênh Telegram của vùng Voronezh Alexander Gusev. Theo đó, tại vùng Belgorod, thành phố Sebekino đã bị cháy theo thống đốc Vyacheslav Klaki, đã có thương vong. Theo thông tin ban đầu, có một người thương vong, một nhân viên của một doanh nghiệp công nghiệp, người đàn ông này bị chấn động và chảy xước. Đội cứu thương đã đưa người đàn ông bị thương đến bệnh viện thành phố số 2 của thành phố Belgorod, thống đốc cho biết. Vụ pháo kích liên tiếp đã làm hư hại một tòa nhà cao tầng và đường dây điện, một số khu định cư bị mất điện. Trong đợt pháo kích liên tiếp, theo thông tin ban đầu, không có thương vong cửa sổ một số căn hộ trong chung cư bị vỡ, khói bốc lên từ địa phận một doanh nghiệp công nghiệp, đường dây điện cũng bị hư hỏng. Thành phố Sebekino, làng Novoya Tavonzanka và làng Maslova Pristan tạm thời không có điện, Gladkov nói. Tại khu vực Kursk, theo thống đốc, mối đe dọa hỏa tiễn đã được tuyên bố và hệ thống phòng không đang hoạt động. Sau đó, Starovoy thông báo rằng ba máy bay không người lái được cho là đã bị bắn hạ. Starovoy viết, lực lượng phòng không đã bắn hạ ba máy bay không người lái ở khu vực Kursk. Thống đốc vùng Voronezh Alexander Gusev tuyên bố vận hành các hệ thống phòng không. Gusev cho biết các hệ thống phòng không đã hoạt động nhiều lần trong khu vực, theo thông tin sơ bộ, không gây hậu quả cho các đối tượng dân sự. Thống đốc cũng thông báo rằng một máy bay không người lái đã bị bắn hạ. Gusev cho biết một máy bay không người lái đã bị hệ thống phòng không đang làm nhiệm vụ ở khu vực Voronezh phát hiện và tiêu diệt. Theo dữ liệu sơ bộ, không có hậu quả nào trên mặt đất. Thưa quý vị, trong một diễn biến liên quan, chính quyền Đức đã quyết định hiện đại hóa và đưa tất cả hóa tiễn tầm xa Taurus có trong kho quay trở lại phục vụ, Die Welt cho biết. Nguồn tin của ấn phẩm cho biết, Bộ Quốc phòng đã thông báo cho Ủy ban Bundestag liên quan về những kế hoạch này trong phần bí mật của cuộc họp đặc biệt vào tối thứ ba. Kho vũ khí của bên Square có khoảng 600 Taurus, con số chính xác được giữ bí mật. Tuy nhiên, chỉ một nửa trong số đó hoạt động sau khi được cải tiến kỹ thuật vào năm 2018. Thời hạn chứng nhận cho phần còn lại đã hết hạn. Bây giờ cần phải tiến hành kiểm kê đầy đủ các hỏa tiễn và gửi những hỏa tiễn bị lỗi đi đại tu. Quyết định đặt toàn bộ kim ngưu trong tình trạng báo động mở ra cơ hội mới cho chính phủ Đức Đặc biệt, điều này có nghĩa là trong tương lai, nước này có thể chuyển hỏa tiễn hành trình sang Ukraine mà không ảnh hưởng đến quốc phòng. Cái gọi là trao đổi vòng tròn với các đồng minh dường như cũng có nhiều khả năng xảy ra hơn. Ngoại trưởng Anh David Cameron không loại trừ lựa chọn này. Kế hoạch là London sẽ tăng nguồn cung cấp Storm Shadow cho Ukraine để đổi lấy Taurus cho Vương quốc Anh. Vương án này được Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock ủng hộ. Cuộc thảo luận về việc chuyển giao Ukraine cho Ukraine hỏa tiễn Taurus có tầm bắn 500 km có khả năng vươn tới Moscow đã diễn ra từ lâu. Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã nhiều lần phản đối động thái như vậy vì lo ngại nước này sẽ trực tiếp tham gia vào cuộc chiến với Nga. Các vấn đề phối hợp mới nảy sinh sau khi các cuộc đàm phán bị rò rỉ giữa các sĩ quan cấp cao của Đức, những người thảo luận về khả năng chuyển 100 chiếc Taurus sang Ukraine và sử dụng những hỏa tiễn này để tấn công các kho đạn của Nga cũng như cầu Kursk. Mối quan tâm chính của những người tham gia cuộc trò chuyện là làm thế nào để tránh sự tham gia trực tiếp của quân đội Đức vào quá trình này. Vào ngày 14 tháng 3, Bundestag sẽ loại bỏ phiếu về vấn đề cung cấp Taurus cho Ukraine. Trước đó, các đại biểu đã thông qua dự thảo nghị quyết về việc chuyển giao hệ thống vũ khí tầm xa cho Kyiv mà không đề cập trực tiếp đến những hỏa tiễn này. Taurus được phóng từ máy bay. Nó có khả năng đạt tốc độ lên tới 900 km h tầm bắn lên tới 500 km và có thể mang theo khối lượng thuốc nổ lên tới 480 kg. Đồng thời, hỏa tiễn bay ở độ cao cực thấp, khoảng 50 m khiến radar không thể phát hiện được. Ukraine đã yêu cầu Taurus từ tháng 5 năm ngoái. Trong một diễn biến liên quan, theo các chuyên gia phân tích, Liên minh châu Âu-EU phải sẵn sàng thực hiện sứ mệnh lâu dài và nguy hiểm ở Biển Đỏ khi các cuộc tấn công của lực lượng Houthi trong tuần vừa qua đã gây ra những thương vong đầu tiên. Phát biểu hôm 8 tháng 3, tại lễ khởi động chiến dịch viện trợ cho Gaza bằng đường biển do Cộng hòa Xếp dẫn đầu, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết bà đã thường xuyên liên lạc với Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi và vua Abdallah đệ nhị của Jordan để thảo luận về tình hình ở Biển Đỏ. Bà von der Leyen cảnh báo rằng tình hình an ninh hàng hải tại khu vực này ngày càng trở nên nghiêm trọng và cơ sở hạ tầng quan trọng đang bị phá hoại do các cuộc tấn công liên tục của Houthi. Các chuyên gia về quốc phòng nói rằng các lực lượng hải quân phải sẵn sàng hành động lâu dài vì căng thẳng vẫn có thể tiếp tục dù chiến tranh ở Gaza dịu đi. Được biết trước đó, vào ngày 19 tháng 2, EU đã chính thức triển khai chiến dịch mang tên Aspired, nhằm bảo vệ các tàu thương mại ở Biển Đỏ khỏi các cuộc tấn công của Houthi. Ông Alessandro Maron tại tổ chức nghiên cứu Instituto Affari Internazionale của Italy cho biết đây là hoạt động hải quân nguy hiểm nhất mà EU thực hiện cho đến nay. Theo ông, cái chết hôm 6 tháng 3 của ba thuyền viên gồm hai người Philippines và một người Việt Nam làm việc trên tàu True Confidence là một thảm kịch không may. Một đại diện của cơ quan hành động đối ngoại EU cho biết mọi quyết định về thời gian hoạt động của sứ mệnh Aspides và tổng số lượng nhân sự sẽ được các quốc gia thành viên thống nhất. Các quốc gia thành viên sẽ trang bị cho sứ mệnh này dựa trên nhu cầu và khả năng. Pháp, Đức Italy và Bỉ cho đến nay đã xác nhận họ có kế hoạch đóng góp tàu cho sứ mệnh của EU. Mặc dù lực lượng phòng thủ do Mỹ dẫn đầu cũng có mặt trong khu vực, nhưng các cuộc tấn công của Houthi vẫn gây ra rủi ro lớn. Đến với Trung Đông vốn nhiều bất ổn. Được biết, mới đây Hezbollah đã phóng hơn 100 quả rocket vào các tiền đồn của Israel để đáp trả lại vụ tập kích nhằm vào Liban trước đó khiến tình hình trong khu vực ngày càng trở nên căng thẳng. Tiêm kích Israel ngày 11 tháng 3 không kích các vị trí gần thành phố Baenbek, miền nam Liban, khiến một người thiệt mạng. Lực lượng phòng vệ Israel IDF sau đó xác nhận họ tấn công hai địa điểm lực lượng tác chiến đường không của Hezbollah nhằm đáp trả những vụ tập kích trong nhiều ngày trước đó nhằm vào cao nguyên Golan. Nhóm Hezbollah ngày 12 tháng 3 tuyên bố phóng hơn 100 rocket nhằm vào hai căn cứ của quân đội Israel trên cao nguyên Golan. Đây là hành động đáp trả các cuộc tấn công của Israel nhằm vào người dân, làng mạc và thành phố của chúng tôi. Gần đây nhất là vụ không kích Baalbek, Hezbollah cho biết. Chưa rõ thương vong và thiệt hại liên quan vụ tập kích rocket của Hezbollah. IDF sau đó điều tiêm kích tấn công vị trí triển khai ba bệ phóng rocket ở miền Nam Liban mà Hezbollah dùng trong vụ tập kích. Giao tranh qua biên giới Israel, Liban diễn ra gần như mỗi ngày sau vụ tấn công hồi đầu tháng 10 năm 2023 của Hamas. IDF gần đây tấn công các vị trí của Hezbollah nằm xa hơn về phía Bắc, làm dấy lên lo ngại về xung đột toàn diện trong khu vực. Đại diện Hezbollah nhiều lần tuyên bố sẽ chỉ dừng tập kích Israel khi có lệnh ngừng bắn ở giải Gaza. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant gần đây khẳng định bất cứ lệnh ngừng bắn nào ở giải Gaza sẽ không thay đổi mục tiêu của Israel là đẩy Hezbollah khỏi miền nam Liban bằng các biện pháp ngoại giao hoặc vũ lực. Giao tranh giữa IDF và Hezbollah khiến ít nhất 317 người tại Liban thiệt mạng, chủ yếu là thành viên của nhóm vũ trang. Israel, ít nhất 10 binh sĩ và 7 thường dân thiệt mạng trong các vụ tập kích qua biên giới. Chuyển sang những diễn biến ở mặt trận Trung Đông, Hamas được cho là đã chấp nhận kế hoạch ngừng bắn ở giải Gaza do Mỹ đề xuất theo kênh truyền hình Al Arabia. Kênh truyền hình Al Arabia ngày 12 tháng 3 dẫn một nguồn tin trong ban lãnh đạo Hamas cho biết, sáng kiến của Mỹ dự tính chấm dứt các hành động giao tranh trong khu vực và dần đưa những người phải di tản trở về giải Gaza. Phái đoàn Hamas dự kiến sẽ tới Cairo trong vài ngày tới để thảo luận chi tiết về thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ đề xuất. Nguồn tin cho biết, Hamas đã nhận được lời đề nghị gia hạn lệnh ngừng bắn để đổi lấy việc thả một số con tin bị giam giữ. Theo đề xuất của một số quốc gia, Hamas sẽ thả các con tin vị thành niên cũng như phụ nữ và người già Israel mà họ đang giam giữ. Vẫn chưa có thông tin nào được đưa ra về việc liệu Hamas có chấp nhận đề xuất này hay không. Cairo đã tổ chức các cuộc tham vấn đa phương về Gaza vào ngày 3 đến ngày 7 tháng 3. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán không mang lại thỏa thuận nào giữa Hamas và Israel. Kênh truyền hình al Qaeda Alex Baria ngày 7 tháng 3 cho biết các cuộc đàm phán ở Cairo sẽ được nối lại trong vài ngày tới. Căng thẳng bùng lên ở khu vực Trung Đông vào ngày 7 tháng 10 năm 2023 sau khi các chiến binh Hamas tại giải Gaza tiến hành cuộc tấn công bất ngờ vào lãnh thổ Israel, khiến nhiều người Israel sống gần biên giới Gaza thiệt mạng và bắt hơn 240 người Israel làm con tin, bao gồm phụ nữ, trẻ em và người già. Israel tuyên bố phong tỏa toàn bộ giải Gaza và tiến hành các cuộc bắn phá vào vùng đất này cũng như một số khu vực ở Liban và Syria. Israel đã tiến hành một chiến dịch trên bộ chống lại Hamas ở giải Gaza các cuộc đụng độ cũng nổ ra ở bờ Tây. Cuối tháng 11 năm 2023, Hamas công bố một thỏa thuận với Israel do Ai Cập và Qatar làm trung gian về lệnh ngừng bắn nhân đạo kéo dài 4 ngày ở giải Gaza, có hiệu lực từ ngày 24 tháng 11. Các bên đã gia hạn lệnh ngừng bắn nhiều lần, nhưng vào buổi sáng ngày 1 tháng 12, lực lượng phòng vệ Israel cho biết Hamas đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza và nổ súng vào lãnh thổ Israel, do đó Israel tiếp tục các cuộc chiến đấu ở giải Gaza chính quyền Palestine đổ lỗi cho Mỹ về việc nối lại các hoạt động chiến đấu của Israel. Tạm rời xa chiến sự Nga-Ukraine để đến với giao tranh giữa Israel và Hamas, Israel mới đây cho biết họ vừa thực hiện một cuộc không kích ở Gaza nhắm vào một chỉ huy cấp cao của Hamas, nhưng không rõ liệu người này đã bị tiêu diệt hay chưa. Người phát ngôn quân đội Israel, chuẩn đô đốc Daniel Hagari cho biết trong một cuộc họp báo rằng Cuộc tấn công xảy ra từ thứ Bảy đến Chủ nhật tại một khu nhà dưới lòng đất ở trung tâm Gaza gần trại tị nạn Nusrat. Khu nhà được sử dụng bởi hai thành viên cấp cao của tổ chức bao gồm Ma'wan Iza, cấp phó của Mohammed df người bị cho là kiến trúc sư vụ tấn công chưa từng có tiền lệ vào Israel vào ngày 7 tháng 10 năm ngoái, ông Hagari nhấn mạnh. Theo chuẩn đô đốc Daniel Hagari, Ông Isha cũng là một trong những người lên kế hoạch cho vụ tấn công vào Israel của Hamas ngày 7 tháng 10 năm ngoái, khiến 1.200 người thiệt mạng. Các chiến binh Palestine cũng bắt giữ khoảng 250 con tin, hàng chục người trong số đó đã được thả trong thời gian đình chiến kéo dài một tuần vào tháng 11 năm ngoái. Israel tin rằng 99 con tin vẫn còn sống ở Gaza và 31 người đã chết. DF, đứng đầu cánh vũ trang khét tiếng của Hamas, lữ đoàn Ezzedin al-Khazam, trong khi ISA là cấp phó. Chúng tôi vẫn đang kiểm tra kết quả của cuộc không kích và vẫn chưa thể xác nhận cuối cùng, ông Hagri cho biết trong một thông báo vào ngày đầu tiên của tháng chay Ramadan của người Hồi giáo. Vào tháng 12, Liên minh châu Âu đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với ISA và DF. Vào tháng 1, tổ chức này đã bổ sung lãnh đạo chính trị của phong trào Hồi giáo ở Gaza, Yahya Sinwa vào danh sách trừng phạt tương tự. Các quan chức Israel cũng cáo buộc Sinwa là kẻ chủ mưu hàng đầu của vụ tấn công ngày 7 tháng 10. Trước đó, vào đầu tháng 1, một cuộc không kích ở vùng ngoại ô phía nam Beirut đã giết chết Saleh Adouri, người sáng lập lữ đoàn Azedin al, al khassam và là phó giám đốc chính trị của Hamas. Một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ vào thời điểm đó xác nhận Israel đã thực hiện cuộc tấn công đó. Trước đó, vào hôm thứ Hai, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết Israel đang trên đường đạt tới chiến thắng hoàn toàn trong cuộc chiến với Hamas. Ở một diễn biến đáng chú ý khác, quan chức tình báo cấp cao của Mỹ cho rằng Trung Quốc có thể sử dụng mạng xã hội TikTok để tác động tới cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Giám đốc tình báo quốc gia Mỹ Avro Hens phát biểu trong phiên điều trần của Ủy ban Tình báo Hạ viện hôm 12 tháng 3 rằng Trung Quốc có thể sử dụng ứng dụng mạng xã hội TikTok để gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử Mỹ năm 2024. Khi được nghị sĩ đảng Dân Chủ Kaja Krishnamoorthy hỏi liệu Trung Quốc có sử dụng TikTok để can thiệp vào cuộc bầu cử hay không, bà Hens nói, chúng tôi không thể loại trừ khả năng đó. Tuần trước, nghị sĩ Chris Namorthy và nghị sĩ đảng Cộng hòa Mike Gallagher đã trình một dự luật nhằm ra điều kiện cho tập đoàn Biden của Trung Quốc phải thoát vốn khỏi thiết thoát trong 6 tháng hoặc đối mặt với lệnh cấm hoạt động ở Mỹ. Ứng dụng này hiện có 170 triệu người dùng tại Mỹ. Tổng thống Joe Biden tuần trước cho biết ông sẽ ký dự luật nếu nó vượt qua được lưỡng viện. Tuy nhiên, vì ứng dụng này rất phổ biến, nên việc dự luật nói trên được cả hạ viện và thượng viện thông qua trong năm bầu cử có thể là điều không dễ. Báo cáo đánh giá mối đe dọa thường niên năm 2024 của cộng đồng tin báo Mỹ ngày 11 tháng 3 cho rằng các tài khoản thiết nghi liên quan tới cơ quan tuyên truyền của chính phủ Trung Quốc có thể đã nhắm mục tiêu vào các ứng cử viên từ cả hai chính đảng trong cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ năm 2022 các nhà lập pháp washington từ lâu đã bày tỏ lo ngại rằng chính phủ trung quốc có thể truy cập dữ liệu người dùng hoặc tác động tới những nội dung mà người sử dụng xem trên ứng dụng bao gồm cả nội dung thúc đẩy sự chia rẽ chính trị ở mỹ thiệt thót cho biết họ chưa và sẽ không chia sẻ dữ liệu người dùng mỹ với chính phủ trung quốc thiệt thót lập luận rằng dự luật mà các hạ nghị sĩ mỹ trình lên giống như một lệnh cấm trung quốc nhiều lần bác bỏ các nghi ngờ từ phía mỹ cáo buộc washington sử dụng khái niệm an ninh quốc gia để làm khó các công ty nước ngoài như tiktok cũng phát biểu tại phiên điều trần tại hạ viện giám đốc cục điều tra liên bang christopher gray lặp lại đánh giá của mình rằng tiktok dường như gây ra mối đe dọa an ninh quốc gia ông gray nói người mỹ cần phải tự hỏi liệu họ có muốn trao cho chính phủ trung quốc khả năng kiểm soát quyền truy cập vào dữ liệu của họ hay không đồng thời nói thêm rằng điều đó cuối cùng có thể làm tổn hại đến họ Tạm rời xa chiến trường Ukraine để đến với chính trường Mỹ thêm bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024. Theo truyền thông Mỹ, đương kim tổng thống Joe Biden và cựu tổng thống Donald Trump đã giành đủ số phiếu đại biểu cần thiết để trở thành ứng cử viên tổng thống của mỗi đảng tham gia cuộc đua trở thành ông chủ tòa Bạch Ốc vào tháng 11 tới. Tối 12 tháng 3 theo giờ bờ Đông của Mỹ. Ông Donald Trump đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng Hòa, tổ chức dưới hình thức bỏ phiếu kín tại các tiểu bang Georgia, Mississippi và Washington, trước khi có kết quả tại bang Hawaii. Với kết quả này, tổng số phiếu đại biểu mà ông Trump đã có được là 1.228 phiếu, vượt mốc 1.215 phiếu cần thiết để giành đề cử của đảng Cộng Hòa. Kết quả kiểm phiếu sơ bộ cho thấy, ông Trump giành được 84,5% phiếu bầu tại tiểu bang Georgia, tạm thời giành được 56 trên 59 phiếu đại biểu của bang miền Đông Nam này. Tại Mississippi, ông Trump được 92,6 phiếu bầu và giành trọn 40 phiếu đại biểu của bang miền Nam này. Tại Washington, ông Trump được 74,2% phiếu bầu và giành trọn 43 phiếu đại biểu của bang Tây Bắc này. Trong khi đó, đương kim tổng thống Joe Biden cũng đã đạt đủ số phiếu đại biểu để trở thành ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ sau khi chiến thắng trong bầu cử sơ bộ tại tiểu bang Georgia. Ông Biden cần 1.968 phiếu trong tổng số 3.934 phiếu đại biểu để giành được đề cử. Ông Biden đã vượt qua mốc này với hơn 2.000 phiếu đại biểu sau kết quả ban đầu bầu cử sơ bộ tại Georgia tối 12 tháng 3 theo giờ địa phương. Trước khi có kết quả tại các tiểu bang Mississippi, Washington và quần đảo Bắc Marianas. Theo đó, ông đã giành đủ số phiếu đại biểu để đại diện cho Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới. Truyền thông Mỹ ngày 12 tháng 3 dự đoán đương kim tổng thống Biden cũng sẽ chiến thắng trong các cuộc bầu cử sơ bộ ở tiểu bang Mississippi và Washington. Được biết trước đó, cả ông Biden và ông Trump đều giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử sơ bộ ngày siêu thứ ba diễn ra hồi đầu tháng này. Và bây giờ tạm rời xa chiến sự Ukraine để đến với những diễn biến mới trên chính trường Mỹ trước thềm cuộc bầu cử. Truyền thông Mỹ ngày 12 tháng 3 xác định tổng thống Joe Biden thắng vòng sơ bộ tại tiểu bang Georgia, đưa tổng phiếu đại biểu ông nhận được vượt 1968, số phiếu cần hội đủ để trở thành ứng viên đề cử của Đảng Dân chủ. Kết quả chính thức sẽ được công bố khi Đảng Dân chủ tổ chức đại hội toàn quốc vào tháng 8 ở thành phố Chicago, tiểu bang Illinois. Tổng thống Mỹ cùng ngày cũng được truyền thông xác định thắng vòng sơ bộ ở tiểu bang Mississippi. Ông Biden, 81 tuổi, gần như không gặp thách thức nào từ vòng sơ bộ của Đảng Dân chủ. Ông mới để thua duy nhất đối thủ Jason Palmer tại cuộc bỏ phiếu vùng lãnh thổ Samoa, nơi chỉ có 6 phiếu đại biểu. Cựu Tổng thống Donald Trump, 77 tuổi, cũng được truyền thông xác định thắng cử sơ bộ ở Georgia, Mississippi và sắp hội đủ phiếu bầu đại biểu để trở thành ứng viên đảng Cộng hòa. Ứng viên đảng Cộng hòa muốn nhận đề cử của đảng cần được tối thiểu 1.215 đại biểu ủng hộ. Ông Trump hiện có 1.181 phiếu. Ứng viên sẽ chính thức được công bố tại Đại hội Toàn quốc Đảng Cộng hòa vào tháng 7 ở thành phố Milwaukee, bang Wisconsin. Cuộc khảo sát do Emerson College Polling tiến hành hồi đầu tháng cho thấy ông Trump và Biden nhận được tỷ lệ ủng hộ bằng nhau 45% trong cuộc tái đấu giả định tháng 11. Thưa quý vị, rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi đến cuối chương trình. Molifan cũng xin được kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và bình an. Rất mong quý vị hãy tiếp tục đồng hành cùng với kênh bằng cách nhấn vào nút like, chia sẻ cũng như đăng ký kênh. Xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo.